Hello, chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay mình lại làm phần tiếp theo của series con game Resident Evil 4 ở chế độ hardcore nha. Lại có điện thoại. Condor 1 to Roost. Do you read me? Condor 1? You've been radio silent for 3 hours. Are you alright? Yeah, I'm fine. Okay. Giờ đi đâu nhỉ? Vào đây. Có cái mũ của ông cảnh sát. Bắt hau à. Có thêm viên đạn. Mình phải thiếu bom. À mình cần phải quay lại đây chứ các bạn. À đi bên trái bên phải mới được. Ở đây có đồ. Xem có cái gì không. Thực ra đi xung quanh tìm vẫn còn. Ok, từ ở đây. Đang nghe thấy có tiếng xì xà xì xồ. Buộc phải xuất răng thôi. Bắn mãi không chết. Cái gì đấy? Hello dạ. Hello dạ. Hello dạ. Nằm xuống. Ôi giời. Ok kìa. Ai kìa. Mất mấy cái bot rồi. Bắn nó lên trên kia. Không để ý là cái này. What the fuck. Ôi cái này nó không có nút nhảy cho nên là cũng chả lấy được. Ở tít trong kia. Ôi dồi ôi, mất hai cái ạ. Mà sai lầm. Cái này thì bắn vào người tôi không ham hố bắn lên đầu các bạn. Come on. Không có tiếng gì cả. Ok, ở đây là cái chỗ mà mình tìm chìa khóa thôi. Không có gì. Chơi dần dần thì cũng nhớ lại thôi. Nó bảo là có con thủy quái hình. Chỗ này thì mình không mở được đúng không? À cũng mở được. À đây mình lấy được cái chìa khóa rồi. Chìa khóa này sẽ mở được ở các cái khu làng. Đây có một cái nhiệm vụ là bán trứng gà. Ok. Thì bây giờ mình sẽ đi lấy cái ấy trước nhé các bạn. Mình sẽ đi lấy cái súng trước nhỉ. Lấy khẩu súng lục trước. Hợp lý không? Đây, đi thẳng đây lấy khẩu súng lục trước nha các bạn. Ở đây có cá là mình phải săn nhá. Xem có cá không ạ? Không thấy cá thì thôi. Đấy, chưa đây lấy khẩu súng lục đã làm gì này. Cái quan trọng. Ok. Quá ngon. Tiết kiệm được bao nhiêu thời gian các bạn.
Trước chơi cứ chạy vòng vòng tìm mãi không thấy. Đấy. Rồi, come on, the baby. Rồi, những cái kín. À, Canton. Hiện tại nó đang... Thôi mình ăn luôn con này đi. Đó, hiện tại thì đang còn 11 viên đạn, không cần thiết lắm, là mình sẽ đổi luôn. Cầu này lắp đạn vào. Còn cái gì ở đây không? Hết rồi nhỉ? Hết rồi. Ok. Đó, đi thôi. Tiếp theo đó là mình sẽ đi thẳng cái hướng này để lấy quả trứng gà đúng không? Nói chung là cứ đi chậm chậm như các bạn. Đi chậm chậm là sẽ mua cá. Đây đây đây, cá. Cá này là một phát là 100 máu đấy, 100% máu đấy. Ồ. Nhưng mà lại đang hết slot ạ. Thế mới căng nhỉ. Căng quá nhỉ. À, mình cho cái này vào vào thùng hợp lý. Rồi. Ngon luôn. Thế thôi. Xem một con cá nào. Chẳng lẽ ở đây thì có mỗi con. Không cho nhìn. Ok. Vào đây lấy trứng gà vậy. Trứng gà quá nhiều luôn. Gà vàng, ok. I'll be taking this. Tiếp nữa. Úi giời. Quá nhiều. Ok, thế là xong rồi. Bây giờ mình đi thẳng lên cái mũi đầu trên này. Ôi nhưng mà như thế thì cũng hơi dở là mình đang phun đồ ấy. Thôi mình sẽ quyết định về, mình sẽ bán đi các bạn ạ. Bán đi cho nó gọn gọn đồ đó. Bây giờ mà phi lên sớm muộn một tí cũng chả giải quyết vấn đề gì. Có đi là có đi loanh quanh để săn cá, nên săn tiếp thì cần săn cũng không được. Mình đang phun đồ. Tốt nhất là đi về thôi. À đây đi phải. Cụ thể là lưng cấp ấy, lưng cấp súng nữa. À mình còn phải săn con cá to nữa cơ mà. Đấy, nhưng mà bây giờ à đi săn con cá to cũng được, xong mình cất cái khẩu sắt răn vào trong con cá to đó ở đoạn nào. Như nó ở cái nhà này thì phải. Đúng không? Đây, đây, đây. Cá to nó ở khoảng khoảng nhà này. Đây 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 đây. May hả bưởi. Đây rồi. Đấy, bây giờ mình sẽ ten cái này vào trong hòm. Thế là nhặt được cá to rồi. Hợp lý. Đấy, bây giờ mình quay về thôi. Đỡ phải đi đi lại. Đấy, bây giờ mình sẽ về chỗ shader. Đây luôn. Đây mình cũng có cá này. Có cá không? Đấy, có con cá thì cả. Nằm xuống. Chết rồi, chết chưa? Chết rồi. Hợp lý. Rồi lên đây là bán đồ các kiểu. Hello ông bạn. Hello bạn già. Cái tẩu này, à, cái này 3 viên này, cái tẩu này khá ok này. Cá này. Viper là mình bán thêm một con nữa đúng không? Con rắn ấy. Nào hoàn thành.
À, một quả trứng vàng nữa nhỉ? Trứng vàng đâu? Đây đây. This is what I'm talking about. Viper hoàn thành. Ok. Săn rắn. Săn. Ok. Came into some other bits and bobs too, mate. Ô, mình lại mua được thêm một cái này nữa này. Cái này là. My back is killing me. Cái này không cần. Years haven't been kind to us. TM sốc thì mình không mua rồi. Ok, bây giờ chỉ tích tích cái này thôi các bạn. Quan trọng bây giờ là up đồ. Thứ nhất up cái này lên. Cái này lên quá quan trọng. À, up súng lục. Up súng lục khẩu này phải up này. We're starting to get an idea of your tastes, friend. Đấy. Up đạn thì ok rồi, tốc độ đạn bắn khá là quan trọng. Sửa con dao nữa. Give that the care it deserves, mate. Mình vẫn chưa đủ ấy ạ. À. À cái này nó đang offer mua luôn như vậy. Mình còn 20.000 ạ. À, mình xem nào. Oh. 20.000 cái này mua có 2 thôi. An income back. Ôi 3 viên ạ. Mình đang thiếu nắp tạm vậy. Ok. Anytime. Con cá thì bây giờ lại không được à? Sao lại con cá to thế nhỉ? Con cá này con gì? Bách. Con này cũng bách sao con này lại to thế này? Bách size L. À con này thì ăn nó nhiều hồi nhiều máu hơn như các bạn. Kiểu vậy. Căng rồi. Rắn giết này thì mình rất cần máu bởi vì chơi chế độ H này mình nghĩ là máu sẽ là rất cần thiết các bạn. Rồi. Lấy khẩu shotgun ra. Rồi. Chế đạn. Đây là sẽ chế được đạn nổ nha các bạn. Đấy, tên nổ để có thể bắn bốt này. Ok luôn. 6 cái. Khá là ngon. Rồi save vào lại thôi. Giờ thì mình sẽ đi lấy các cái đồ thôi. Nhưng mà đang full quá nhiều đồ nhỉ. Nói tóm lại sớm muộn thì mình cũng sẽ hết thôi. Nhảy xuống. Chỗ này thì nó có một cái hòm đồ nhưng mà mình không còn chìa khóa. Không còn chìa khóa nhỏ. Đây còn một cái hòm nữa. Ok. Đi thẳng ngay luôn cái ở đằng trước này. Ở đây thì cũng là săn được cá. Đây. Thôi đi vào đây đã. Súng này mình mới nâng cấp được tương tạm tạm thôi, cũng chưa ok lắm. Đấy, xử lý bọn này một cách từ từ. Một phát vào đầu. Hai phát. Nằm xuống. Nói chung là cứ bình tĩnh chị. Ây à. Nó cầm cái đấy buộc phải rút súng nha các bạn. Ôi giời, một quả flash. Thế mới căng chứ nhỉ. Không nhặt được. Ô, mình cứ để tạm đây thôi. Ô,
đây rồi. Năm viên cứ bây giờ bắn thẳng vào người cho các bạn. Ai da. Ui dở hơi nước mơi vãi. Ham vào chém mất bao nhiêu máu. Cay thật sự. Đây là bị thằng này nữa. Cậu này nó đồng bắn chút em. Nguyên một cú. Thôi ăn trứng gà thôi. Ăn trứng gà được thì sẽ để lấy được cái ấy một cái. Ây da. Không để ý. Ây da. Ok thằng kia. Bọn này là nó tự mọc đầu lên ra cho nên là khá là tối. Rồi. Cho mày tự mọc đi. Hết bố đã. Căng thật sự. À, máu lại tụt hơi nhiều thôi, ăn con cá này các bạn. Trứng này biết đâu sau lại có một cái chàm của cái trứng này thì sao. Đấy. Khá là tốn đạn. Hiện tại đạn nục của mình hết rồi. À chế đạn nục cũng được. Chế đạn nục nó không quá là tốn. Ôi giời, cũng không có đồ luôn. Chỉ có thể chế được tên thôi các bạn. Đây X4 ạ. Ok. À cái này thì mình thử xem là đổi đạn kiểu gì. Ô. G là Atec Min nhá. À G. À đây ok. Đã hiểu, có nghĩa là có cái để bắn đạn nổ ấy. Lúc nào mà nguy hiểm mình sẽ chơi đạn nổ. Đây có một cái à. Hai tí trước thôi. 1 2 3 4. Mọc tác không? Ok. Ôi giời, chết rồi. Ây da. Ở đâu ấy? Em vô láo. Có một thằng nó ném ở đâu. Nó lại mọc rồi. Nốt hết đạn. À kia kia có cái thằng ném gì. Chín tên. Cái thằng này nó cầm liệu thì mình phải cầm súng thì mới ổn. Bây giờ mình hiện tại súng của mình đang hết. Có mỗi shotgun thôi. Ok, đây nữa. Ôi vãi trưởng, không có lục thì làm gì. Bây giờ bắn cái mũi tên là không ổn lắm. Ok. Do mình hình như mình bắn phát trúng tay luôn nó. Bây giờ phải lấy được cái kho báu đã. À, đây nó có hai cái hình rồi, ở đây nó có một cái hình rồi ở ngoài này. Bây giờ mà không lấy được cái này thì hơi chí nhỉ.
Đấy. Thôi cứ nhặt xuống thôi. Sau đó đây. Đây còn cây này nữa này. Ok luôn. Quá nhiều thứ cần phải mò hết trước khi lên các bạn. Rồi. Nằm xuống. Nằm xuống. Nằm xuống. Ok. Đây nữa. Treo lên giải đố đã. Sau đó là tính sau. Nói chung là mình nhớ mang máng. Thứ nhất là cái này này. Ok, cái này là 1 này. Cái này là 2 này và cái này đúng không? Cái này là 3. Ok luôn. Nhớ mang máng là như vậy. Bây giờ là nó sẽ có thằng nó đuổi mình. Mình sẽ không đi đường đấy, mình sẽ đi đường này. Chạy thôi. Chạy, ok. Chạy đi. Một viên. Không chơi. Thế là được. Ở đây mà có con cá nữa thì ngon. Hãy đi chậm chậm các bạn. Để thêm một cá không. Cá bây giờ là máu đấy. Quan trọng. Đây là một cái chỗ nào. Chỗ này là có đồ thôi. Ok. Lên thôi. Đây rồi, chìa khóa này là có luôn rồi. Ok. Còn cái gì nữa không nhỉ? Hết chưa? Hết rồi. Come on baby. Khá là luột là. Rồi đi thẳng lên. Đúng không? Quan trọng là vừa đi vừa phải chậm chậm lại các bạn ạ. Để xem có cá không nhé. Cá là một bọc thịt máu là không hề bị giả. Không thấy cá. Không có điểm để có cá. À, bây giờ mình phi thẳng lên đây. Hoặc là mình phi thẳng vào đây. Đấy, ở đây cũng được này. Ở đây để mình làm hoàn thành nhiệm vụ thôi. Còn ở đây nó có một đống chấm này nè. Thử phi thẳng lên đây. À đây là cái ngôi làng. À nó có một cái ấy. Ok đã hiểu. Ở đây như là có cá này. Đấy đây đây. Cá. Săn cá thôi. Trời ơi, đây cá nhiều lắm. Máu đây chứ đâu, ngon luôn. Từ thôi. Ôi trời ơi, nó lại nhiều thế à. Con này là con cá to các bạn ạ. Thôi chắc là ăn con rắn này như vậy. Quan trọng là bây giờ lại không còn chỗ nữa. À. Vẫn còn cá nhưng mà lại không còn chỗ để nhặt. Đây là cá nhỏ đấy. Con cá nhỏ thì ok hơn nhé. Đây có cá chết mà không nhặt được ạ. Ok. Đây được rồi, chỗ này mình biết rồi. À đi thẳng lên đây thôi. Lấy nước cái phần đầu còn lại để làm nhiệm vụ. Chỗ này mình cũng nhớ mang máng thôi. Bây giờ cứ chơi lại nhớ thôi. Từ trước đã chơi rồi. À, nhìn mấy cái biểu tượng mình biết rồi. Đấy có cá này, ở đây có cá nhỏ. Ok luôn, đây là cá nhỏ này. Cá nhỏ này rất dễ cầm. Rất dễ cần.
Cá nhỏ hay là cá to? Ôi con này cá nhỏ nhưng mà cũng không ok ạ. À, ăn quả trứng vậy. Trứng mình cũng đầy máu ở trong chợ của chúng ta. Nhiều máu quá cũng không tốt. Đấy. Có 20 viên đạn. À quên, à, nhìn lại cái biểu tượng đó, có cái cung này. Ở bên trái hay bên phải có một cái gì đấy. Có cái cung và cái gì đây? À có cái này. Cái cung và cái này đúng không? Cái cung này. Cái này này. Và cái nào nhỉ? Không nhớ nữa. Không phải. Cung này. Ôi mình thử từng cái một thôi, bây giờ dò lại đỡ phải đi tìm. Ok luôn. Đấy. Ở trên đây vẫn còn đồ cơ. Để lấy cái này hình như là phải. Vẫn còn đồ. Đấy. Đây có cái hòm. Có thêm hai gan phu đờ, khá là quý giá. Còn gì không? À còn một cái kim cương nữa ở dưới mà mình chưa nhìn ra. Đây. Kim cương nữa ở dưới à? Nó ở bên này. Đây còn có hai cái phu đờ nữa. Có đạn đâu nhỉ? Hết rồi à? Ô, ở trên kia lại còn có đạn. Đạn súng ngắm. Mắt mũi kiểu gì. Thế mới vỗ tay. Đây. Còn cái hòm ngay trước mặt mà không biết ạ. Đúng là đến là bó tay. Trời ơi, bây giờ lại còn phải vất cái gì ra. Nhiều đồ quá cũng là một cái tội. Cái này thì cũng không cần thiết lắm. Bán đi được mấy nghìn ấy. À. Chẳng nhẽ bây giờ mình xem to ra một khẩu súng cất vào trong ấy à. Thôi. Chế đạn, cái đấy là cũng hơn 1000 tiền đấy. À nhưng mà bây giờ thôi vứt quả trứng đi. Quả trứng lâu này chắc là xịn hơn quả trứng này. Lấy thêm một con cá nữa được rồi ạ. Sau đó về vừa. Từ từ đấy nhá. À. Đây là từ vòng vào đây nhá. Con cá này cần 3. Tôi chấp nhận là phải vứt quả trứng gà đi rồi. Quá nhiều máu. Cái này crack được đạn. Được quả flash. Ôi giời ơi, cũng không ăn thua đâu bạn. Flash thì flash thôi. Thôi, chấp nhận là không thể lấy được thêm cá được. Thực ra cái con cá to mình lại không cần, con cá to này ăn thì cũng phun máu. Con cá nhỏ ăn cũng phun máu mà. Cho nên là tính ra là mình bỏ à, mình lấy được con cá nhỏ hợp hơn mình vứt con cá to đi, đúng rồi. Hay là. Thôi bây giờ cứ đi về đã. Đi thẳng. Ở đây nằm cái chỗ nào nhỉ? Đang chưa nhớ. Này.
Ui, đây này đầy cá này. Đây nhiều cá lắm các bạn. Ở đây có hai con cá nhỏ, mình sẽ đổi hai con cá lấy hai con cá nhỏ này nhé các bạn. Hơn là một con cá to. Ok. Con này bán thì cũng không được bán bao nhiêu tiền. Thôi được rồi, lấy hai con cá nhỏ. Ok. Đang lấy cá cơ mà. Ở đây rất nhiều cá, tha hồ máu. Cái này là chỗ pha máu được các bạn. Đây. Rồi. À ở đây nó có một cái bùa. Có một cái bùa mình chưa lấy. À chưa bắn. Vẫn phải vào đây thôi. Kìa kìa kìa, cái bùa nó ở dưới kìa. Úi dồi ôi. Ủa đúng không? Đúng rồi. Quá khó luôn. Ok. Tí thì toi. À, mình có thể đi hướng này lên trên cái thằng ấy cũng được. À, nhưng mà thôi, đi hướng này. Máu bây giờ là cá ổn rồi nhé các bạn. Máu là cá ổn. Đi đúng hướng chưa? Biết chỗ gọi là săn cá rồi đơn giản hơn. À chỗ này là chỗ để lấy đầu, lấy đồ. Ok. Mình còn thiếu một cái nữa để có thể ghép được. Thì cứ đi vào thôi. Để đầu vào. Ok. Một bàn tay để cái đầu hơi điêu. Hai. Ok. Thôi được rồi, biết rồi. Đừng phiền anh. Đấy, bây giờ đây cái chỗ lại mình đang thiếu một cái. Bây giờ không biết kiếm cái đấy ở đâu nhỉ? Hay là ở đây? Ôi thì chết rồi, hình như là ở đây rồi các bạn ạ. Mình lại phải quay lại rồi. Thiếu một cái để có thể giải đố được. Cái kia mình chưa giải đố được ở cái phần chơi bình thường ấy các bạn. Nên là chắc là mình quay lại mình lấy thôi. Vừa lúc nãy mình bảo nhìn rõ ràng có một cái kim cương mà. Không nhìn thấy, ôi. Đã đi nhầm rồi. Ê. Đúng không? Đi nhầm. Buộc phải quay lại, mất thời gian quá nhỉ. Ok. Đây, đi hướng này. Mình cần phải ba cái miếng để mình có thể giải đố được. Đấy. Bây giờ lại phải quay lại. Đúng là mất bao thời gian. Bao nhiêu thời gian. Đây, phải đi thẳng lên phía trên các bạn. Và cái map này nó không quá to cho nên là nó dễ thôi. Đúng chưa? Ở đây hiện tại mình còn đang thiếu. Đây, nó đánh dấu là mình thiếu một cái có báu này. Chả lẽ đi lại mà không để mất cái đấy thì nó hơi vô lý quá. Ok chưa? Hơi quá. Tìm lại nào. Nó bé tí thế này mà vẫn còn không tìm được. Bực mình thật sự. Ok. Có phải cái hòm ở đây không? Bó tay cái hòm nó ngay trước mặt. Ê mà cứ đi lang thang. Đúng là nhanh ẩu đọa. Ok, bây giờ mình sẽ quay về cái làng để có thể ghép được cái này các bạn. Thì cái làng này hình như là nó
nó ở đây à, chỗ mà nó đây này, hình như là chỗ cái đằng này các bạn, đúng không? Ta không nhớ lắm nhưng mà đại khái là như vậy. Đâu nhỉ? À nó ở ngược đây chứ, nhầm nhầm. Đây có một cái hang. À hang này là hang là người đi ra. Đây cái hang này đúng không? Ở trên đây là sẽ có mấy cái thằng nó đứng nó chờ sẵn mình ở đây rồi. Hai mươi mấy viên đạn. Đến chưa? Vẫn có hàng. À đây đây đúng rồi, mình cần phải mở cái này. Làm gì thì làm cũng phải mở cái này. Ok, lấy được thêm cái, kiếm được thêm ít tiền. Một phát, hai phát, ba phát. Nhanh nhanh nhanh, không kịp. Out of the way. Biết được bọn này nó ra được tên. À đây là một cái ấy thôi. Cái này là mình buộc phải vào đây. Đó, mình vào đây để mình kiếm được thêm ít đồ. Còn tẹo nữa mình sẽ quay lại đúng không? Ở đây. Rồi mình nhớ mà, vào trong đây. Thêm ít đồ. Bây giờ có cái này cũng không giải quyết vấn đề gì cả. Máu mình đang đầy. À, có cái gunpowder thì hợp lý. Đấy, gunpowder. Đây là chỗ hiến tế thôi. Ở trên đây mình nhớ là có cái con lật đật ở quanh quanh đây thì phải, không biết là bây giờ còn không. Kia kia kia, à bị bắn rồi ạ. À, không còn nha các bạn. À, cho dù mình chơi lại cũng không còn. À lấy được một cái sờ mo cây. Ok ok, cái sờ mo cây này để có thể mở được ở cái chỗ đoạn ở gần nhà đấy. Đã hiểu. Đây còn cái gì không? Hết rồi. Ra ngoài này chắc chắn là có mấy con chó nó đang chờ mình ở đây. Đấy. Súng rồi. Đó. Có thêm con nữa. Cứ bình tĩnh thôi, bình tĩnh thôi, bình tĩnh thôi. À con này đang bị mắc chân à? Mắc chân thì cần giết không? Ôi thôi thôi thôi. Ấy à. Mình có thể không cần ấy được, không cần nghỉ giết bọn này được. Lên hẳn trên đây. Chó là nó không nhảy lên trên đây nha các bạn. Cầm cháy đi. Ây da. Ê thì lại tốn đạn. Nhưng mà mình vẫn phải đi xuống. Có một cái. Vẫn cần phải đi xuống giết nha các bạn. Phải giết cái này thôi.
coming. Phải biết. Thế mà vẫn bị con chó đớp. Thôi ăn cái này đi. Đằng nào cũng chẳng cái chó đâu nhỉ. Chết rồi à? Chó này chạy rất nhanh, chó này chạy rất nhanh. Ôi giờ lại còn một thằng nữa kia. À con chó. Lăn xuống, lăn xuống. Nó lại trả đạn cho mình thôi. Ok. Ờ thế là cái kia nó ở đâu nhỉ? Ở trong đây vẫn còn nhé các bạn. Trong nhà này này. Đấy, trong nhà này là vẫn còn. À đây cần mở một cái chìa khóa nhỏ. Một miếng vàng không ngon lắm. Thế là hết rồi. À còn ở dưới nữa. Dưới tầng hầm. Ok. Cái chỗ mà đợt trước mình cứu Louis. Nó lại hình như nó cho mình cái lọ máu phải, nhớ không nhầm. À một cái nhẫn ngon. Một cái nhẫn, ôi được rồi, có tiền. Lút hết. Đấy, bây giờ mình cần quay trở lại cái chỗ mà để ghép ba cái ấy nữa. Cái này cái ảnh thôi, không có cái gì. Ra tiền thôi. Máu thì mình không thiếu. Đấy. Quên mất. Ăn một phát là xong. Bắt được thêm một con cá nữa. Đang không nhớ là nó là ở cái đoạn nào. Đây. Nó là cái ngôi nào. Hình như là đây. Đấy, mình sẽ đi cho nó đến đấy. Đây. Trên này có một cái, đây, đúng rồi, chuẩn. Đại bảo không phải nữa đi. Đấy, bây giờ cái này mình chưa chơi bao giờ cho nên cũng chưa biết thế nào. À xoay à. À đây, thế thì xoay như này. Xoay để làm sao nó vào thành cái hình. Ok. Cái này đơn giản quá. Ôi giời. Game là dễ à. Ok. Thế là được rồi. Bây giờ mình sẽ đi về thôi. Mình có thể leo lên đây luôn. Mình không cần phải đi theo cái thuyền kia là mình cũng về được cái ông ấy đấy. Đây đi theo đường này. Không cần phải chui vào trong kia nữa. Mình vẫn về được cái chỗ lão ấy. Đúng chưa? Đúng rồi. Chuẩn bài. Hello bạn già. Đang khá là nhiều đồ. Bây giờ mình bán con rắn đi xem được bao nhiêu tiền. Well done. You've proven yourself. Con rắn. Thứ nhất là cái này được 15.000 ạ. Đấy, là trước là mất nguồn 15.000 các bạn. Hai cái này nữa 5.000, ok. That's our choice. Thank you. Time up. Đương nhiên là up mắc cái này lên đi. There you are. As you wished. Khẩu súng này nữa. Mắc luôn. Are you? Our craftsmanship demands. Mình đang cần bắn nhanh hơn. Ok. See how that feels, mate. Ô quên thôi chết rồi. Like yourself should notice the difference right away. Mua cái này được nhỉ? Bây giờ đang What's là 19. That? How have we procured these curiosities? You don't
Mình cần ít tiền nữa. Ô, đây, đây là mình ghép được vào cái này luôn hai cái. Thôi, có tiền sớm thì khỏe sớm, có gì đâu. Want to take care of it, welcome. Got a selection of good things on sale. Thank you. Đấy, vì pen với dao là một. Good is new. À, sắt găn thì lực lên cũng được. Mặc dù khẩu này khẩu cùi nhưng có thể lực lên được. Ok, thế là được rồi. Cảm ơn bạn. Bây giờ vào và tiếp tục di chuyển thôi. Bây giờ là mình cần quay trở lại cái ngôi làng. Đây thì sẽ đi theo cái hướng thẳng này. Đúng chưa? Đúng không? Ô đây có một phụ hoàn. Đi hát là không phải bỏ một cái gì các bạn ạ. Bỏ càng ít càng tốt. Đây. Ok. Rồi ngon luôn. Bây giờ chỉ thiếu ngọc thôi. À, cái kia thì mình cũng không còn slot nữa. Đấy. Thôi cứ đi. À ra đây sẽ giết con chùm này. Thứ nhất là máu miếc thì mình ok, súng chiếc ok, đạn choáng 5, 4, shotgun còn 4 viên thôi. À, cái này mình có thể bắn bật cái tên lổ được. Ok. Đi bắn bằng lục đã. Bắn lục các bạn. Shit. Một quả tiếp quả nữa. Rồi. 5 ca. Chơi toàn choáng. Ok. Ây da. Đau. Thứ nhất là mình sẽ ăn cái này nhé các bạn. Ăn một quát để cho nó tăng thêm một cái lớp nữa. Chợ nữa ăn cá cũng lời luôn. Ây da. Bắn cái tên này là không ấy được lại. Rồi. Cái này là
mình phải chém vào cái ống của nó mới không được. Ok, sổ, không được ạ. Ai à? Không né được. Chém 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 chém. Hay là vẫn bị đấy ạ. Không sao. Vẫn còn hai quả mìn, à hai quả đạn nổ. Ok. Nhanh. Em đi. Làm trước. Ô, mình có đạn súng ngắm nhưng mà bây giờ mình cũng không ấy được. À, mình chế đạn vậy. Chế đạn shot gun thì cũng không ổn lắm nhỉ. Shot gun bắn nó cũng không chuẩn lắm. Thôi chế đạn à. Ok. Mình chế đạn này nó được khá nhiều nha các bạn. Ôi lục. Một cái vẫn còn là máu không sợ. Bây giờ nó đù đù rồi. Rồi. Đù đù, ok. Khỏe hơn một tí so với cả cơ bản các bạn. Quan trọng là mình nhà chế đạn là nó đắt hơn. Mình nhặt được lại 4 tên ạ. Giá tốn. Ok, bây giờ là lúc mình hồi phục lại. Ok. Let's get to that church. Hồi phục lại đạn điếc rồi. Bật về lên. Nói chung là phải tìm hết nha các bạn. Rồi, rất nhiều đạn. Ok. Lại full rồi. Đạn của mình lên 60 viên rồi. Bây giờ đạn shotgun. Shotgun bây giờ mình chế thì nó không lợi bằng đạn lục như các bạn. Lục thì khẩu súng của mình sẽ tăng mắc và mình sẽ tăng mắc về khẩu lục cho lên này. Đây cái này. Ghép luôn thành 3 các bạn. Ăn phát là tắc mắc maximum luôn. Maximum máu. Hết chưa nhỉ? Con chó đâu à? Không nhìn thấy con chó đâu ạ. Không nhìn thấy con chó đâu các bạn. À đây đây. Cảm ơn nhé. Ok. Thanks bud. Có phải đi đúng hướng này không? À đúng rồi. Đây có hai đường. Đường nào cũng được. Đâu cũng vậy. Đây chắc chắn có hàng. Chỗ này mình vừa mình đi rồi. Bây giờ đi lên thôi. Clear ở đây rồi. Chưa clear hết nhưng mà chúng ta khá. Ok. Nhanh gọn nhẹ. Hát mi thì mình mới thay bỏ cái áo jacket ra để mặc mỗi cái áo bình thường. Đây giờ.
để cho nó nhảy đi, nhảy đi. Đó, cứ để cho nó nhảy thoải mái đi rồi xử lý. Ok, vào. Cứu em vô thôi. Có một viên ngọc rồi. Khá là đẹp. Nhiệm vụ của cái này thì cũng khá là dễ ở đây, mình Ashley Graham. I'm here to help. Lấy một cái ấy ở đây để ghép cái blue. Ôi giời, đạn đạn machigan này thì cũng chả làm gì. 30 viên nữa. Cầm đi cho lặng người, đôi khi mình cũng chả xài cái khẩu này đâu. Không xài. Ồ, đây này hình như có tên à. Có tên như các bạn, để mình sẽ lấy tên nữa. Chọn nữa còn quay. À đây đây. Thêm 5 cái tên nữa. Khá là ngon. Lỗ thì còn 2. Cái đạn này thì chắc kẹo nữa ăn con cá để cho nó gọn. Con cá hơi to. Ok, bây giờ lại ấy thôi. Ok, nhầm. Cái này à? Select là gì? Quy. Đây, mình xem lại thôi, nhớ lại. Nhầm. E luôn, đây. Cái này, đây là một này. À, xanh lá cây là gì? D. Xanh lá cây. Rồi, căng mắt, ok, đỏ. Đấy, ok. Cái này thì đơn giản. Xem còn cái gì ở đây không. À, còn một cái cây nữa. Đây đây, ngay cái đường vào. Ôi giời ơi, bây giờ lại chả biết thay vào cái gì. Thôi thay cái này đi. Đạn này thì mình cũng không cần. Còn cái gì không? Ô, đây còn một cái kim cương nữa này. À, kim cương này hình như ở trên nhà tầng. À, còn một cái chìa khóa. Chìa khóa con ở đâu ấy nhỉ? Đây á. Đâu làm gì con? À, chìa khóa con hình như là ở trên nhà. Trên nóc trên này. Nói chung là Ashley ấy, bên cứu được Ashley thì bắt đầu nó mới có được cái chìa khóa thì phải. Hay là ở trên đây nhỉ? Đây này. Không phải. Ashley, you in there? Mình đang chưa biết. Căng thật, cái này ủy chế thôi. À, chế đạn rip ai cũng được. Bởi vì cái này đạn súng ngắm thì sớm muộn thì mình cũng phải mua một khẩu. Ôi vãi chưởng ạ. Không còn chỗ luôn. Cái này quá to. Quên mất mình đi chế cái đạn shotgun thì đúng hơn. Ôi, chế đạn lục. Đâu? Đây là sẽ mở được ra để cứu Ali này. Xem ở đây quanh đây có không. Thôi cứ cứu Ali đã. Thiếu rồi tính sau. Sợ cái chìa khóa ở dưới thì tôi giở người. Ok, Ali đang ở đây. Cái này có thể mình... Thôi cứ để một tí vậy. Ashley này đang mặc quần áo mặc định nhá. Nhưng mà mình đã thay cho Ashley là bỏ cái áo khoác này ra rồi. Chỉ mặc mỗi cái áo ở trong thôi. Thực ra mặc cái bộ mặc định này trông cũng khá là đẹp. Trông tên này mà gọi trông đặc vụ, trông hơi điêu nhỉ. Trông tài tử Hollywood thì phải. Đang đi. Hey, it's dangerous outside.
You need to listen to me. What is that? Over there. Có mấy thanh niên hội Đức Thánh Chúa Trời đấy. Ok, thôi mình đánh qua thôi. Qua. Cái đoạn này thì không quan trọng lắm. Ok, tiếp tục. Đây là một cái điện thoại. Điện thoại của em ấy. Okay. Không biết ở đây còn cái gì không. Mất cái chìa khóa rồi. À, cái chìa khóa nó ở đây. Không biết ở trên đây ở đâu. Ok, lên trên đây tìm. Đạn này chìa khóa đâu? Đừng bảo là dưới là toi đấy, tôi chết tôi rồi, mất cái chìa khóa rồi các bạn. Đây là gì, còn cái gì? Chìa khóa là ở tầng 1 thật ạ. Em đâu? Ồ. Chìa khóa ở tầng 1. Cay thật sự. Tôi mất một món đồ rồi. Thôi, đỡ em, hát đi xuống là xong. Thôi, chấp nhận là sẽ chạy nhé. Sẽ bỏ qua luôn cái đoạn thoại. Chấp nhận là chạy thôi. Đây, nó bảo mình ấy đây. Đây, cái tầng chìa khóa này là ở trong cái tòa này luôn các bạn ạ. Nếu mà muốn lấy thì buộc phải xử lý thôi. Phải xử lý hết cái bọn này. Xong vào nhà lại. Thế là sẽ phá cuốn lại. Con này, từ từ mình sẽ xong mà mình chém chết nó luôn. Một. Thôi chấp nhận đi nha các bạn. Đỡ mất thời gian. Chạy đây. Coming, get behind me. Oh god, what is wrong with these people? Đỡ mất đạn thời gian. Ở kia còn mấy cái hòm, chạy đó mình quay lại. Mình cứ thoát đi về đây đó. Thứ nhất là mình sẽ xếp vào đây đó. I've got some new items. Welcome. Got some rare things on sale, stranger. Sửa lại cái dao cái. Easy work. Anything else pleasant travels. Nhận lại cái nhiệm vụ. Với con chó. Ở đây còn rất nhiều đồ, cho nên là buộc phải quay lại. Các bạn ạ, không thể không quay lại, nhưng mà trước lấy mình saver vào. Quay lại. Vừa phải giết hết bọn này rồi, sẽ hơi tốn đạn một tí. Máu miếc ca, à rắn viết thì máu mình vẫn còn nhiều, không có vấn đề. Ok, bảo ác đi lại nha. Đấy, mình sẽ xử lý bọn này. Không thể để mất đồ như này đi. Anh à, ok, biết anh em. Ai à, nằm xuống. Vào đây đi. Cứ bình tĩnh thôi. Đạn anh còn nhiều. Mấy thằng này cũng đơn giản thôi mà. Quan trọng là cứ bình tĩnh là tiếp. Nó cứ đi từ từ ra thôi.
Nó lại đứng sau lưng mình luôn. Ra đây em ơi. Cứ bình tĩnh thôi, lại mất tí thời gian. Nào chết chưa? Chết chưa? Ô, có một cái con dao. Thế mới đau, bây giờ lại. À, mình lắp cái đạn đi là sẽ lấy được con dao chứ đúng không? Ok. Rồi. Không thể là bỏ được. Còn rất nhiều đồ ở đây. Đạn, ôi giời ơi, đạn còn full nữa. Ôi, ăn con rắn này như vậy. Đít cát vứt đi. Bỏ tay. Ôi giời ơi, có cái này thì đấy. Cái này crack cái gì đây, shotgun. Ok, crack shotgun. À, ở đây, ở trong đây còn kim cương, kim cước nữa. Đấy, cho nên là mình buộc tiếp tục đi lên trên các bạn. Ở trong đây cũng chỉ còn vài thằng thôi. Không giết không được. Đây có gun folder. Ok. Trong đây còn không nhỉ? Hết rồi. Cái chìa khóa ở đâu? Không có. Ở đây có một cái hòm. Có phải cái vali này không? Ô, không phải. Đây rồi. Thế mà ở đây có một cái kim cương. Không biết ở đâu. Đấy. Còn hai cái kim cương mà không tìm được ra. Nó ở bên kia rồi. Nó ở bên này đúng không? Đây mình sẽ xem lại. Hai cái kim cương. Đây. À đây đây, mình phải có cái hòm, à có cái chìa này mở ra. Ok. Rồi, một viên yellow này là viên khá là quan trọng nhá. Và có một viên kim cương ở dưới nữa, ở dưới hầm này. Không biết có phải không. Không phải rồi, viên kim cương này nó là ở đâu ấy. Tự nhiên là ở trên chỗ ấy rồi. Mình đã đi ra ngoài. Tự nhiên là trên tầng. Đấy, mất thời gian các bạn. Đoạn này chắc khi mình tua đi một đoạn cho nó nhanh, tua. Trèo lên trên rồi. Nhìn trông nó tức mắt, bây giờ chẳng nhẽ lại không lấy. Không lấy thì nó phí. Đây đây, nó chỉ ở quanh quanh đây thôi. À đây có một cái hòm, à một cái cửa. Đây rồi, chắc ở trong đây rồi. Đúng không? Đúng rồi. Ở trong đây thôi. Đâu, chỗ nào? Đây, viên kim cương nó ở quanh đây rồi. Mà chưa nhìn thấy nè. Chỗ này là mình chưa vào. Ồ. À đây đây. Mắt cứ tớn tớn lên. Úi dồi ôi, một viên yellow nữa.
Đấy, bỏ đi là thôi đấy, ăn cám. Ok, xuống thôi. Đi em. Tầm này thì mình phải đi giết con chó sói. Con chó sói là phải quay lại cái làng. Làng này nhé các bạn. Đi thẳng lên phía trên và quay lại cái làng. Ok. Giết từ trong ra thì cũng đơn giản. Ok, bảo em chạy. Bảo em chạy, quên mất. Bọn em cứ đi rón rén. Ồ. Đấy, bây giờ mình lại xây vào lại đây một tí. Đây, cái này mình có thể ghép được vào này. Thứ nhất là ghép cái này thì được 3 viên ngọc vàng thì mình sẽ ghép vào đây hơn nhé các bạn. Đây. Ok, bán cái này đi 37.000 ạ. Cái kia thì bán sau. Nãy có tiền rồi, nãy có tiền ăn chơi rồi. Đi với gái mà không có tiền. Giao này cũng up lên rồi. This kind of work is about finesse. Chẳng hẽ không up. Little bit goes a long way. You see. Armor 6. Có 900. See how that feels. Ok, khẩu này coi như là mình nâng mắt rồi. 6 tên là khá là ok rồi. Máu đạn mình còn chưa mua được khẩu súng ngắm. Đây lại có thêm cả tên nổ nữa. 7 tên nổ ạ. Rồi. Xây vào luôn. Súng ngắm mua sau vậy. Sorry, we need to keep moving. Bây giờ cứ đi thôi, bây giờ cái làng này thì mình có thể bỏ qua được. Làng này hiện tại là có hai chỗ có kho báu, ok. Đấy. À, đây có hàng. 1 2 3 Nhiều tên thì cứ bắn vào người thôi các bạn. 4 tên, kéo nữa mình thu lại. Tùng chết thì bắn nốt cũng được. Đi thôi. Đâu có cái đứa nó kêu ở đâu. Đây mình có thể đột nhập ở đây được. Ồ, nghe có hàng. Ai à. Ô nhưng mà mình hết đạn rồi, ở đây chỉ có đạn choáng thôi. Còn mỗi khẩu shotgun. Ô kìa. Ô cái thằng kia đâu? Quên mất không bắn cái tên nổ các bạn. Nằm xuống. Ok. Ok. Nằm xuống. Cứ bình tĩnh. Ok. Nằm xuống. Có con kia nó làm cho mình hơi lằng ngoằng. Quên mất đấy. Mình đang sử dụng chưa được thành thạo cái này tên nổ. Nằm xuống. Ok. Vẫn có hàng, cứ từ từ giết thôi các bạn. Kệ nó ra đây sẽ xử lý. Nắp hết súng đạn. Rồi.
tí nhảy vào trong đây gặp ngay cái thằng kia tươi. Bị cháy. Ok. Vãi kiểu. Tôi ăn con cá này nhé, cho nó đỡ, cho nó chật, đỡ chật các bạn. Chứ còn không thì chật lắm. Ở đây còn cái gì nữa nhỉ? Ô, còn tên ở ngoài à? Chết, chết rồi, chết rồi. Đâu? Tên đâu? À đây, 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 đây đúng không? Ok, ok. Rồi, để hỏi ít tên ở ngoài thì có vẻ hơi không ok lắm. Rồi, nàng đâu ra đây? Ở kia còn mấy thằng. Hay mình sẽ đi ra cái hướng này để cho ác đi lên. Cái nhà này thì mình lại không còn chìa khóa nữa cơ, đúng không? Mình không còn chìa khóa nữa. Đây, mình không còn chìa khóa nhỏ nữa, nên là thôi nhờ ác đi lấy ở cái nhà này vậy. Lên đi em. À, ở đây còn có một cái hòm đồ nữa. Đúng rồi. Ở trong ngôi làng này bây giờ mình không nhớ là nó ở đoạn nào. Đây gần như clear hết rồi, tôi cứ yên tâm thôi, không có thể. Ok. Ok. Còn cái gì không? I owe you one. Có thêm được quả lựu đạn. Khá ngon. Hình như nó ở đoạn này. Hoặc ở đoạn này. Đấy. Bây giờ mình sẽ đi tìm nhé. Không nhớ là nó ở đoạn nào. Có một cái để mình rút chìa khóa vào mà. Cửa này không phải rồi. Đây là cái đoạn mình mới vào. Đây là điểm. Không nhớ. Ra lập cẩm tư lại mà cũng không nhớ các bạn. Hoặc là nó ở cái đoạn này chẳng phải. Kiểu đây. Hoặc là ở chỗ này, trên chỗ này. Rồi mình cứ đi thẳng lên trên đây xem. Có một cái cầu thang. Chỗ này chắc chắn có hàng không chờ. Hello bạn. Nhanh gọn lẹ. Đây có một thằng. Chỗ này không phải. Kẹo nữa chỗ này mình đi thì là đúng rồi. Chỗ này trong còn cái gì không? Map mới nó lại còn. Hay à. Thằng này nó phát hiện ra. Nào dẫy chết đi. Dẫy chết đi. Ờ tìm mãi không ra. Nhớ là có một cái nhà. Khi mình nhảy xuống là mình sẽ. Ây à. Ôi giời, tôi đi mãi tìm kho báu ạ. Đi mãi tìm kho báu mới tầm. Cái bó tay nhỉ, cái nhà bé tí ở đây mà tìm không ra. Không nhớ mà nó ở hướng nào. Đây, đi ra hướng này.
Đúng này vừa nữa mình đi rồi. Hey, wait, Liam. À đây chỗ này là mới rồi. Con đường này có hàng. Không có. Chỗ này thì nó có một cái đường để xuống mà mình cứ đi lẩn vẩn quanh đây dưới như tải. Tìm mãi là cũng chưa ra. Chỗ này không có. Bây giờ nhớ mình sẽ xác định lại đang ở đây. Đi ra góc này đi. Mình cũng phải lên ra chỗ farm này nữa nhỉ. À hay là nó ở chỗ farm nhỉ. Có khi thế các bạn ạ. Bây giờ mình quay trở lại cái ngôi làng để săn con kia đã. Cái kia hình như là nó ở chỗ farm chứ không phải ở đây. Sao mình tìm mãi không thấy. Rồi đi săn săn con cá, à con chó. Con chó này khá nguy hiểm, bắn cũng khá là tốn đạn. Đây hiện tại không có gì đúng không? Hết rồi. Đi. Nhưng mà con chó này nó lại chạy về làng thôi. Đấy, nguyên tắc nó là như vậy. Mình vào đây đi chăng nữa thì nó cũng không có ở đây nha các bạn. Hảo ma Canada thế. Đã cố tìm ở đây nhưng mà nó lại không ở đây. Mình vào đây xong là nó. Đây, rõ ràng ở đây rồi nha. Rồi. Chưa chạy, nó vẫn ở đây. Mình phải đi ra tìm một cái gì. Ồ, ở đây vẫn còn đạn. Đi na thiết đây rồi. Lên tầng. Quanh đi quẩn lại thôi. Thiết ma rốt. À đây rồi, con chó nó chạy lên đây rồi nha các bạn. Ok, nó chạy rồi thì bắt đầu mình lên trên thôi. Chủ yếu là phải đến đây thì nó mới chạy lên trên. Đấy. Ok. Đấy, nó mới nằng ngoằng. Nó đánh nhau ở trên cái nàng trên với mình. Rồi, đi ra thôi. Đi lá thiết ạ. Ở trong đây lại còn có một cái kim cương mà mình chưa tìm thấy nữa. Đấy. Nó ở trên à. Đấy, có tiếng chó nhưng mà kim cương ở đâu? Ô, kim cương ở tầng dưới. Vẫn cứ gọi là lằng toàn lằng ngoằng. Đây đúng không? Đang ở ngay trước mặt. Có một cái hộp nhỏ thì cũng không phải. Đâu nhỉ? Trong góc này à? Không có luôn, đây cũng không có luôn. Ôi. Vẫn cứ không tìm là ra. Dễ mới tả. Thôi đi. Mệt rồi. Đấy con chó kìa. Con chó kìa. Vừa mình nhìn thấy nó chạy bố rồi. Rất bố láo. Vừa đấy nhìn thấy nó nhá. Nhưng mà nó chỉ gọi là dẫn đường thôi chứ không kịp bắn nó. Ui còn có một viên đạn xuất gan ạ. À, một viên đạn xuất gan thì hơi căng. Mình chế tạo thêm một ít shotgun nữa. Ôi nhưng mà không đủ ạ. Con chó này mình có thể sử dụng tên nổ được. Đây.
Đâu rồi? Nó ở trong đây. Hi there. Một. Ôi kìa, chạy nhanh quá. Ôi kìa. Má, cái kia nó rất là đẻo nhá. Ây à, căng nhỉ. Lại ăn con cá vậy. À, ăn cái này để tôi tăng máu luôn ạ. Ây à. Ashley. À, còn chó. Mình bắn cái tên nổ kia không được. Hay à. Hay ở đây. Ok. Nhanh đi. Ok. Bắn tên nổ rất là dở hơi, bắn được một phát xong màu lại bắt đổi lại đạn. Thế là thế nào? Có chịu lại cửa. Ngon luôn. Bây giờ mình ăn con cá là đầy máu thôi, có gì đâu. À, con cá này nó bằng một cái bình này. Khá là ngon. Ok. Cái tên nổ này để ở chơi mấy con bốt cũng được, khá hợp lý. Rồi bây giờ mình sẽ đi về khu này thôi, khu farm này nhé các bạn. Hình như là cái chỗ farm ấy là cái chỗ để đồ chứ không phải là khu này. Không biết là chỗ này là hay là khu farm nhỉ? Có một chỗ nào đó để mình có thể để thấy được không? Ok, cứ nhảy xuống. Ôi ôi, tên ở đây cũng gần hết rồi ạ. Xem ở đây còn cái gì không? Chỗ này mình vừa vào rồi. Không, cứ đi. Tên mất khá nhiều nhỉ. Chế tạo tên như vậy. Cái này là chế tạo được tên nổ 5 viên. Khá là ok đấy. Rồi. Chế tạo tên nổ. Chế tạo. Đây vào đây. Nằm xuống. Nó lại ra cái thằng kia chứ bố la. Nhanh. Ngồi đây. À, có để con lợn nó húc, để con lợn nó húc cho các bạn. Con lợn nó điên mà. Nằm rồi đấy. Nằm xuống. Nào, dậy không? Không dậy ạ. Ok. Hết đạn á, vãi cả trưởng. Hết đạn như đâu. Không phải chế đạn được rồi. Không đủ để mà chế đạn được lục các bạn ạ. Mình hết sạch đạn rồi.
Nhà bắn cũng hơi hơi tham đấy. Đằng kia thì chắc đi từ từ ra đằng sau, đi từ từ ra đằng sau các bạn. Ok, ôm con bò nữa, vui vãi cửa. Ôi từ trong phát hiện ra rồi, chạy ra đây cái để rồi. Ô kìa, ai à? Lại phải làm con cá. Bao nhiêu quả mà không chết à? Có ai cả trưởng. Ê, mì bó tay. Ôi, cái này hết tên rồi. Chỉ còn đạn nổ thôi các bạn ạ. Ôi, còn một khẩu shotgun. Rút. Hết sạch đạn rồi các bạn, hết sạch tất cả các loại đạn. Ăn chơi quả hơi xẹp thôi. Ở đây còn kim cương ạ. Ok, đi vào đường này thôi. Bây giờ lại còn không còn cái gì để mà đây. Ô đâu? Chỗ khác. Không còn được một viên đạn nào. Mấy viên căng. Một cái viên kim cương ở đâu nhỉ? Đây, à đây đây đây. Họ mặt cứ tớn tớn lên. Thẳng phía trước nữa. Nói chung phải lấy hết các bạn. Tầm này là phải chơi tay bo đi chứ còn không cần còn gì để mà phải nghĩ ngợi nữa. Ôi nhưng mà hết đạn thì cũng chả bắn, chả lấy được cơ. Đâu viên kim cương ở đâu đây này. Ôi giời, cái này thì lấy được gì? Không được ạ. À, có 10 viên đạn. Nhầm. Được. Hết chưa? Còn một viên kim cương ở đây nữa. Và ai chữa? Chưa hết đâu. Đang đi đúng hướng. Cái này ở trong nhà này. Ở trên hay ở dưới là vấn đề. Một viên kim cương nữa ở đâu nhỉ? Tôi lên trên đi chưa? Có đây. Đây rồi. Có đạn. Ok, được thêm ít đạn. Có thế đâu nhỉ? Chơi bao nhiêu lần rồi nó vẫn đây, có đúng không? Đây là gun boulder. Có viên kim cương nữa ở đâu? Đây đang thẳng trước mặt mình. Đây.
và ai trưởng ạ. Dễ như thế mà vẫn còn bỏ qua được. Rồi, đi lên phía trên thôi. Chỗ này thì cắt tin thôi, vẫn nhớ. Ôi nhưng mà chỗ này là mình hết sạch đạn rồi. Còn bom choáng, dao thì cũng đã hỏng. À, chỗ này thì có chấp nhận thôi. Hướng ở chỗ này là hơi khó đấy các bạn. Tạo nhiễm chúng trước mình hết sức sạch. Còn quả lý này sao mình chết mấy mạng đây. Bắn con bò chúng đấy bắn mãi có chết đâu. Ok, à thôi. Tiến thôi. Tiến thôi. Ok. Phải hết bom, hết nhìn, hết đạn đấy các bạn. Tạm 2 cái chỗ. Đấy, mình sẽ lên trên, mình lấy hết đồ. Tranh thủ lấy hết đồ. Ok, bắn nhầm có đi. Hơi đông chúng mà nằm hết xuống đi. Ăn cái này hồi lại luôn. Sống rồi đã. Cho bọn này nó không có phá để mình còn có thời gian. Xin để cho bọn này biến. Gun hình như là mình chưa chế à.
busy at the moment. À, mình đang còn hai quả phở lát. Ây da, từ đây từ mình các bạn. Còn cái gì được không? Chiến nốt tốt. À cái này còn chế được được chế được giảm xuất gan hai viên đủ để bắn các bạn. Ok xong rồi, giết chết được con bò là xong các bạn. Cảm vãi chửi. Nói chung là làm gì làm phải giết được con bò. Mày còn chẳng nghĩ đạn chế đạn phát răng không. Ôi mẹ. Làm xuống. Ôi ok.